Có lẽ trong 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 lúc mà chờ có câu hỏi từ quý vị đại biểu thì có lẽ xin phép là hỏi một chút về với cả cái phần trình bày của cái Interlink Space được không nhỉ? Dạ vâng ạ. Mời Có anh Trần Bá Khánh Toàn ở đây không vâng, ạ? đúng rồi, anh Trần Bá Khánh Toàn. Philips Việt Nam Dạ xin. có ạ, dạ có ạ. Rồi, rất cảm ơn anh Toàn đã có cái bài trình bày về Interlink Space khá thú vị, với cả các cái cổng là làm việc và đặc biệt là phân tích các hệ thống mạch vành. Thế thì có một câu hỏi là hiện tại thì mình có cái phần mềm để đánh giá cái tưới máu cơ tim trên 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 với cái cổng hệ thống phần mềm Interlink Space đúng không? CT Dạ, perfusion đối với cả tim. Thế thì cái hệ thống này thì chúng ta thì có đánh giá được, cho phép chúng ta đánh giá cả các cái thì gắng sức và thì nghỉ đúng không nhỉ? Và thứ hai đúng nữa rồi là đấy. cái phần mềm trong hệ thống phần mềm Interlink Space của Philips hiện tại thì chúng ta có thêm những cái phần mềm cho phép chúng ta đánh giá được cái phân suất dự trữ vành không, FFA không? FFA hiện nay thì sẽ hiện nay thì trên phiên bản hiện nay thì chưa có bác, nhưng mà trong những phiên bản kế tiếp á, thì Philips sẽ cũng có kế hoạch nghiên cứu và đưa ra trên cái IntelliSpace. Hiện tại thì FFA đang là một cái ứng dụng của bên thứ ba. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể tích hợp vào cái phần mềm Italy Spain này của Philip đúng Dạ được ạ. không? Rồi, rất cảm ơn. Có lẽ chúng ta có câu hỏi này. Mời bác sĩ Việt. Có câu hỏi cho tiến sĩ Tráng đấy, cho hỏi là kết luận cắt ráp mình kết luận từng nhánh hay tính theo mức độ nặng nhất à? Và đúng rồi. Tiến sĩ Tráng Thực trả ra lời. thì câu hỏi này thì trong cái bài trình bày của tôi cũng và cái phân độ của cắt ráp thì chúng ta thấy rằng là gì, ở đây chúng ta sẽ đánh giá nguyên tắc của nó là chúng ta sẽ đánh giá phân độ theo mức độ hẹp và chúng ta so điểm trong thực hành lâm sàng nhé. Trong thực hành lâm sàng thì nếu mà để thuận lợi thì các bạn là chúng ta có thể tính theo theo điểm cho từng nhánh một khi mà chúng ta đánh giá mức độ hẹp. Sau đó tổng hợp lại thì chúng ta sẽ tính chủ yếu là gì ạ? Tính cái điểm cắt ráp theo cái nhánh nặng nhất. Bởi vì sao? Tại vì mức độ nặng nhất ở đây chúng ta sẽ tiên lượng đến cái quyết định mà chúng ta thăm khám và cái chiến lược chúng ta theo dõi điều trị cho bệnh nhân tiếp theo, là bệnh nhân có thể tiến hành làm những cái thăm dò chức năng hay là chúng ta thì phải gửi bệnh nhân để chụp mạch vành quy ước qua da. Thế thì còn lại thì để trong thực hành và cái việc mà ứng dụng cái phân độ cắt ráp này thì chúng ta có thể đơn giản, bởi vì trong thực hành chúng ta vẫn tính và chúng ta phân tích theo từng nhánh mạch vành. Thì các bạn có thể hoàn toàn có thể cho điểm cho từng mạch vành, sau đó chúng ta tổng hợp lại và tính toán theo cái bảng report để tính toán theo cái mức độ nặng nhất. Xin cảm ơn. Chúng ta có một câu hỏi nữa này. Thì đánh giá hẹp của mạch vành khi dựng hình thì chúng ta chọn single, ý các bạn đây, ý của người bạn hỏi đây chắc là hỏi là một bên một đầu trước hay sau vị trí hẹp đúng không? Thế thì câu hỏi này có lẽ xin mời bác sĩ Việt trả lời giúp cho. Vâng, thực tế thì mình có thể có hai phương pháp đo hẹp mạch vành. Chúng ta có thể đo cái phương pháp đó chính là chúng ta lấy cái vị trí bình thường ở ngay đoạn gần trừ đi vị trí hẹp nhất và trên vị trí bình thường, hoặc là chúng ta có thể tính là mức độ hẹp theo trong cái phương pháp thứ hai, đó là chúng ta lấy trung bình đoạn gần và đoạn phía sau vị trí hẹp và chia cho cái đoạn hẹp nhất đấy và chia ra trung bình. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta đo một cái hẹp ấy, thì chúng ta trong report có lẽ là chúng ta cũng nên phải nên ghi rõ trong report là chúng ta đo hẹp theo cái phương pháp nào. Thứ hai là ngoài cái hẹp đấy chúng ta còn có cái trên các lớp vi tính thì các cái trục mạch chúng ta có thể đo hẹp không những hẹp theo đường kính mà hẹp theo diện tích đúng không? Thì chúng ta có hình cắt ngang, cross section, nó khác là trục mạch cứ ước. Thì một số người lại thích hẹp theo 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 diện tích, khi mà cái độ phân giải không gian của cắt lớp của mình chất lượng tốt thì chúng ta có thể đo hẹp theo 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 area theo diện tích. Thì trong cái report thì chúng ta cũng phải thống nhất là chúng ta sẽ phải đo và đánh giá kết quả theo 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 diện tích. Tuy nhiên thì phần lớn thì các cái nghiên cứu trung tâm thì chúng ta thấy là chúng ta đánh giá chủ yếu là hẹp theo đường kính, và nếu mà chúng ta đánh giá hẹp thì tốt nhất theo quan điểm tôi là chúng ta thống nhất với cái nhóm
với cả cái bác sĩ tim mạch can thiệp, người ta đo theo kiểu gì đấy, thì chúng ta đo đúng theo kiểu đấy thì sẽ không conflict. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Việt. Thực tế rằng là cái này thì chúng ta vẫn là thường, và chúng ta thường là theo cái tiêu chuẩn, tức là cái chụp mạch vành qua da chính là chụp mạch quy ước, và chúng ta thường là lựa chọn hẹp theo cái phân độ hẹp theo đường kính để phù hợp với cả cái giá trị của cái thăm khám chụp mạch vành qua da được coi như là tiêu chuẩn vàng, giá trị quy chiếu. Và có lẽ có một câu hỏi nữa dành cho tiến sĩ Việt là kinh nghiệm chụp thì động mạch phổi và tĩnh mạch phổi trong chuẩn đoán nhồi máu phổi. Thì à, có lẽ câu hỏi này thì không hiểu là các bạn định hỏi riêng động mạch phổi hay tĩnh mạch phổi hay là như nào, thì cả hai. Thế bây giờ xin mời vào tiến sĩ Việt trả lời giúp câu hỏi này. Vâng, câu này cũng là một câu hỏi là khá là thực tế và cũng khá hóc búa, vì trên thực tế là chúng tôi là bác sĩ, đâm ra là thực tế là về mặt kỹ thuật, nếu mà hôm nay mà có một cái chuyên gia về kỹ thuật của trung tâm ở đây thì có lẽ có thể sẽ có cái câu trả lời tốt hơn bản thân tôi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi cũng như là cũng đã tham khảo các cái anh em kỹ thuật trong trung tâm, thì đối với cả chụp mạch phổi thì hiện tại ở trung tâm cũng là một cái câu chuyện cũng tranh cãi, đó là chúng ta chụp một thì động mạch sớm hoặc chụp sớm, hay là chúng ta nên chụp một cái thì muộn hơn một chút là chụp thì lai. Thì hiện tại bây giờ thì ở trung tâm Điện Quang Bệnh Mai là tôi thấy xu hướng là chụp một cái gọi là một cái thì chúng ta bắt một cái thì gọi là không phải thì sớm, tức là thì muộn hơn một chút đấy, thì để lúc đấy là chúng ta là sẽ đánh giá cái động mạch phổi nó để rõ hơn, để có thể đánh giá được huyết khối. Vâng, tất cả tiến sĩ Việt, thực ra thì đối với cả cái kinh nghiệm chụp này thì rõ ràng là từ nó sẽ tùy theo kinh nghiệm và kỹ thuật chụp, cũng là phải test bolus hay là ke bolus các bạn lựa chọn, và thứ hai là thăm khám, hoặc có một số cái trường hợp khác nữa chúng ta có thể sử dụng các cái kỹ thuật như chụp 20 năng lượng hoặc là structure CT để chúng ta đánh giá xem tươi máu như mô phổi như thế nào, thì chúng ta có thể hiện định rõ được các cái nhánh động mạch phổi và để chuẩn đoán xác định xem có nhồi máu phổi hay không. Có một câu hỏi về, thực ra câu hỏi này chắc là cũng nhiều người đã hỏi trên lâm sàng rồi, trong cái ngưỡng mà điểm vôi hóa bao nhiêu thì chúng ta sẽ ngưng chụp không tiêm. Và thế thì thực tế rằng là cái này thì như này, đối với kinh nghiệm của chúng tôi thì đối với cả các thế hệ máy chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trước đây, chúng tôi cái ngưỡng là trên 400 thường chúng tôi sẽ cân nhắc trong cái việc mà dừng khi mà chúng tôi không chụp mà tiêm thuốc cho bệnh nhân nữa. Tuy nhiên thì cái mức độ về sau này, khi mà cái kinh nghiệm của người đọc dần lên và các thế hệ máy tốt dần lên, thì chúng ta sẽ đánh giá được ở cái hình ảnh chụp mức độ vôi hóa, xem là cái mảng sơ vôi hóa đấy nó mức độ nào, nó lan tỏa hay là nó khu trú thành từng mảng. Tại vì thông thường chúng ta có thể có những cái mảng sơ vữa rất là khu trú, nhưng mà khi chúng ta tính điểm vôi hóa nó rất là cao, có thể lên tới trên 400 hoặc tới 500 chẳng hạn. Thế thì lúc này thì chúng ta có thể căn cứ vào các yếu tố, ví dụ như là trong trường hợp mà bệnh nhân cho phép phối hợp nhịp thở tốt, hoặc là kinh nghiệm người đọc, hoặc là các cái nhịp tim thuận lợi của bệnh nhân, cũng như chất lượng máy, thì chúng ta có thể cân nhắc trong việc mà chúng ta tiến hành tiêm thuốc cản quang để chụp đánh giá hệ động mạch vành. Thế còn lại thông thường thì trước đây có thể 64 dãy, trước đây thì chúng ta chỉ sẽ tạm dừng cái ngưỡng là 400 trên 400 điểm vôi hóa mạch vành, với cái điểm đơn vị tính của cái cutoff Agastong và cái đơn vị Hauschild là trên 130 HU, thì chúng ta sẽ dừng ở đấy. Còn sau này với các thế hệ máy chụp với cái điều kiện tốt hơn, các thế hệ máy đa dãy, thời gian chụp nhanh hơn, và với điều kiện của các cái chuyên gia, của các bác sĩ đọc, cái kinh nghiệm của bác sĩ đọc các lớp tính mạch vành, thì chúng ta có thể cân nhắc theo từng trường hợp cụ thể. Và bác sĩ Việt có bổ sung gì không ạ? Bác sĩ Tráng trả lời rất là clear, rất rõ ràng.